Hôm nay nhà vườn Ngọc Lâm sẽ dẫn các bạn đi tham quan cái vườn hoa mai xanh Thái Lan đang khoe sắc rất là rực rỡ tại vườn nhà mình đây. Đấy, cây hiện tại thì nó cao khoảng tầm gần 3 mét và đang nở hoa rất là sai như này. Cây nở hoa một cách tự nhiên mà bên mình không phải xử lý bất kỳ biện pháp gì cơ nhé. Đấy, hoa thì nó sẽ mọc thành chùm, mỗi chùm hoa thì kết hợp từ rất nhiều cái bông hoa nhỏ lại với nhau như thế này. Đấy, cây hoa mai xanh này thì nó có rất nhiều cái ưu điểm. Thứ nhất là hoa nở quanh năm, thứ hai là cây chịu nắng nóng tốt, phù hợp với điều kiện khí hậu 30 Việt Nam. Các bạn trồng chậu hay là trồng ngoài đất thì cây vẫn đều sinh trưởng và ra hoa rất là sai như thế này. Đây các bạn thấy là một chùm hoa kết hợp từ rất nhiều cái bông hoa nhỏ lại với nhau. Mỗi bông hoa thì có 5 cánh trên và 5 cánh dưới. Khi mới nở nó sẽ có màu xanh tím như này. Rất là đẹp các nhé. Là một cái dòng cây thân neo, những cây lâu năm thì thân nó sẽ hoa gỗ. Cây có tuổi thọ cao lên tới hàng chục thậm chí là hàng trăm năm tuổi. Cây càng lâu năm thì nó cho hoa càng sai. Các bạn có thể lựa chọn cái cây hoa mai xanh này để cho cây neo hàng rào, vòm cổng, trên ban công. Hoặc là các bạn có thể trồng trong chậu để tạo tàn dù cho cây. Sau một thời gian thì các bạn sẽ có một cây hoa mai xanh rất là đẹp cho khuôn viên gia đình mình. Đấy, như các bạn có thể thấy đây thì cây nào hiện tại ở trong vườn nhà mình đây cũng ra hoa rất là sai. Ra hoa tự nhiên nhé các bạn nhé. Bên mình không phải xử lý bất kỳ cái biện pháp kỹ thuật gì cả. Đấy. Đây các bạn này. Mỗi cái ngách lá là sẽ là một chùm hoa như này. Trên đỉnh ngọn thì nó sẽ đâm ra nhiều cái chùm hoa hơn. Rất là nhiều hoa. Hoa nở rất là bền và gần như là quanh năm. Đấy, cây nào hiện tại ở vườn nhà mình đây cũng cho hoa rất là sai này. Đấy chính là cái dòng hoa mai xanh Thái. Cái giống mai xanh Thái này thì mùa đông nó không bị rụng lá các bạn nhé. Đấy, một cái loài hoa mà cũng rất là đẹp, dễ trồng, ít sâu bệnh. Các bạn phải tham khảo giống cây này để trồng cho khuôn viên gia đình mình. Hiện nay thì nhà vườn Ngọc Lâm có rất nhiều cái kích thước chủng loại cây hoa mai xanh khác nhau. Đấy, cây giống thì nó chỉ bằng một cành nhỏ như này thôi. Đấy, cây giống thì nó chỉ là một cái cành nhỏ như này thôi. Là cây chiết từ những cây bố mẹ mà nó đã có độ tuổi rất là già rồi, nên là các bạn trồng chỉ khoảng tầm 4 đến 5 tháng là nhiều cây có thể bắt đầu ra hoa rồi. Đấy, cây giống nó cao khoảng tầm 60 phân. Đấy, những cây trưởng thành thì nhiều cây nó cao khoảng tầm 1m2 đến 1m rưỡi, hay là những cây lớn như này đấy, thì có đường kính nó dao động khoảng tầm 4 phân rồi. Đấy, nhiều cái thân đã hoa gỗ rồi các bạn nhé, phát thân rất là thẳng và các bạn có thể tiếp tục cho cây nó leo lên hoặc là mình có thể làm tàn dù cho cây đều được nhé. Các bạn mà có nhu cầu sưu tầm cái giống hoa mai xanh Thái này về trồng cho khuôn viên gia đình mình thì có thể liên hệ tới nhà vườn Ngọc Lâm qua hai số điện thoại hotline Zalo là 0968 750 386 và 092 391 6866. Đây cũng là một loài hoa mà được rất nhiều gia đình lựa chọn trồng để trang trí cảnh quan khuôn viên sân vườn các bạn nhé.